nhanh tên HVTV. Nếu thấy hay, bạn nhấn đăng ký kênh, like, share cho mọi người cùng xem nhé, bạn thân mến. 3 cách giảm cân bằng gừng tươi hiệu quả tức thì. Gừng lâu nay vẫn được coi là bài thuốc hay và an toàn trong việc giảm cân của chị em. Sau đây, tôi xin chia sẻ với các bạn các cách giảm cân bằng gừng tươi đã được nhiều người áp dụng và thành công mỹ mãn. Nhưng cũng không ít trường hợp sử dụng gừng tươi một cách quá đà mà gây ra ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Lời khuyên của chúng tôi là hãy áp dụng các cách giảm cân bằng gừng dưới đây một cách hài hòa và đúng liều lượng. Sau đây là các phương pháp giúp giảm cân bằng gừng hiệu quả nhất. 1. Ăn gừng ngâm với giấm mỗi buổi sáng. Cách giảm cân bằng gừng tươi là như thế nào? Hiệu quả của nó mang lại ra sao? Đầu tiên, các bạn cần phải hiểu đây là phương pháp giảm cân lâu dài và rất hữu hiệu. Vậy nên bạn cần kiên trì và nó rất đơn giản, chỉ là chuẩn bị sẵn gừng ngâm giấm để trong nhà và ăn đều đặn hàng ngày để có thể giảm cân như ý muốn. Cách thực hiện lại rất đơn giản, không tốn quá nhiều chi phí. Chỉ cần là gừng tươi và nước giấm gạo là được. Lưu ý, bạn nên chọn những củ gừng tươi mới để có thể mang lại kết quả giảm cân hiệu quả nhất. Sự kết hợp gừng và giấm có tác dụng rất tốt trong việc tiêu mỡ, cùng với đó là đốt sạch chất béo, lọc và đào thải chất cặn bẩn ra khỏi cơ thể nhanh hơn. Cách làm: gừng tươi phải được rửa sạch, cắt lát mỏng và đều, sau đó để ráo nước, rồi xếp vào chai thủy tinh sạch khô, không có mùi lạ. Tiếp đó, đổ giấm gạo vào cho cao bằng gừng, để ở nơi thoáng mát hoặc ngăn tủ lạnh, ngâm khoảng trên 1 tuần là có thể dùng ngay lập tức. Mỗi buổi sáng, bạn ăn khoảng 3 lát gừng tươi ngâm giấm trong một thời gian nhất định sẽ giúp bạn sớm có được thân hình như ý muốn. 2. Uống nước gừng mật ong mỗi ngày. Cách giảm cân bằng gừng tươi tiếp theo là uống nước gừng mật ong mỗi ngày. Đây là cách cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả mang lại hết sức bất ngờ, nên được rất nhiều người chia sẻ và được sử dụng rộng rãi. Cách làm như sau: chỉ cần dập miếng gừng ra vừa phải, sau đó cho khoảng 200ml nước nóng và thêm một muỗng mật ong nữa là bạn có ngay cho mình một cốc nước gừng mật ong thơm ngon trong mùa hè nóng nực. Và hơn nữa là còn có công dụng giúp bạn giảm cân hiệu quả mỗi ngày. Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng thêm khẩu vị hoặc làm mới thức uống cho nên thơm ngon và màu sắc hơn thì bạn có thể pha gừng với mật ong và trà. Tương tự như cách pha ở trên nhưng thay nước nóng bằng trà ấm là được. Nhớ là nước cần phải ấm để miếng gừng có thể tiết ra được các tinh chất của nó. Nếu không có mật ong, bạn có thể pha trà gừng không cần thêm mật ong vẫn có thể giảm cân hiệu quả. 3. Massage rượu gừng. Rượu gừng khi thấm vào vùng mỡ thừa dưới da có tác dụng thúc đẩy quá trình phân hủy mỡ thừa của cơ thể nhanh gấp 4 lần bình thường. Đây được coi là cách giảm cân bằng gừng tươi tương đối nhẹ nhàng nhưng hiệu quả mang lại thì rất tốt. Có 2 cách massage như sau. Cách 1. Dùng khoảng 1kg gừng xay nhuyễn hoặc giã nhỏ, lấy ngâm với 1 lít rượu trắng, để trong khoảng 1 tháng thì lấy hỗn hợp này ra đắp lên bụng và massage hàng ngày. Cách 2. Giã gừng tươi thật nhuyễn, sau đó chắt lấy nước cốt rồi xoa trực tiếp lên vùng mỡ cần giảm béo trước. Khoảng 20 phút, làm khoảng từ 2 đến 3 lần trên 1 tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong vòng 1 tháng. Lưu ý, sau khi massage xong, bạn nên lau sạch vùng da được massage để tránh nổi mụn hay dị ứng vì gừng rất nóng. Kiên trì thực hiện cách giảm cân bằng gừng tươi trong khoảng thời gian 1 tháng, bạn sẽ thấy được hiệu quả trên cả tuyệt vời của nó và nhanh chóng mang lại cho bạn một vóc dáng thon thả và cân đối. Chúc các bạn thành công! Đánh bay 10kg trong 15 ngày, bụng rổ mỡ cũng phẳng lì nhanh chóng chỉ nhờ uống một ly nước này trước bữa sáng. Chăm chỉ uống ly nước này trước khi ăn sáng, sau 15 ngày bạn sẽ vĩnh viễn tạm biệt mỡ bụng đáng ghét và giảm 10kg nhanh chóng. Quá trình giảm cân khá khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì và hy sinh. Để giảm được cân nặng như mong muốn, bạn cần phải có chế độ ăn uống hợp lý, uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên.
Tuy nhiên, bạn có biết một số thảo mộc và gia vị có sẵn trong nhà bếp của mỗi gia đình cũng có khả năng giúp giảm cân nhanh hơn mà không cần tập luyện hay ăn uống kiêng khem khổ sở. Một trong số đó chính là hạt thì là. Các chất dinh dưỡng có trong hạt thì là làm tăng sự trao đổi chất, làm giảm sự thèm ăn, do đó kích thích quá trình giảm cân. Hơn nữa, hạt thì là có tác dụng loại bỏ các gốc tự do từ hệ tiêu hóa, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, giúp bạn giảm béo vòng 2 và ngăn ngừa nguy cơ ung thư, bảo vệ gan. Ngoài ra, với đặc tính chống viêm, hạt thì là cũng giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn và giảm viêm đường ruột. Dưới đây là công thức pha chế nước hạt thì là vừa ngon miệng vừa đánh tan mỡ bụng hiệu quả dành riêng cho bạn. Nguyên liệu cần có: 1 ly nước lọc, 1 muỗng canh hạt thì là, 1 muỗng cà phê mật ong. Cách thực hiện: bạn chỉ cần đun sôi nước và thêm 1 muỗng canh hạt thì là vào, sau đó để sôi trong 5 phút. Rót nước vào ly rồi cho 1 muỗng cà phê mật ong khuấy đều thành hỗn hợp và uống. Chăm chỉ uống ly nước này trước khi ăn sáng. Sau 15 ngày, bạn vĩnh viễn tạm biệt mỡ bụng đáng ghét và giảm 10kg nhanh chóng. Uống nước này trước khi đi ngủ, mỡ bụng cứng đầu đến mấy cũng phải quấn gói. Thức uống này giúp bạn thải độc cơ thể, tăng cường trao đổi chất và giảm mỡ bụng một cách hiệu quả. Không cần tốn tiền để mua thuốc hay thực phẩm chức năng. Với những nguyên liệu tự nhiên sẵn có trong nhà bếp, bạn hoàn toàn có thể tự chế cho mình một thức uống giúp bạn sớm lấy lại vòng eo thon gọn. Thành phần cần chuẩn bị: 1 quả chanh, 1 ít rau mùi tây, 1 thìa cà phê bột quế, 1 thìa gừng băm nhuyễn, 1 thìa giấm táo, 500ml nước lọc. Cách làm: đổ các thành phần đã chuẩn bị vào máy xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn. Uống hỗn hợp này trước khi đi ngủ và chờ xem hiệu quả ấn tượng sau khi thức dậy vào sáng hôm sau. Vì sao thức uống này làm được điều kỳ diệu đó? Bạn có biết rằng tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn gây tăng cân, táo bón, đầy hơi, tiêu hóa kém và cảm giác nặng nề sau khi ăn? Thức uống này có tác dụng tăng cường hoạt động của ruột già, tăng cường trao đổi chất, giải phóng chất độc và chất thải trong cơ thể, giúp giảm cân từ từ và an toàn. Bạn sẽ cảm thấy năng động, nhẹ nhõm, tự tin hơn vào mỗi sáng thức dậy. Lợi ích tuyệt vời khác từ việc kết hợp mùi tây, quế, chanh, gừng, giấm táo để tạo thành thức uống. Thuốc lợi tiểu tự nhiên và loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Ngăn ngừa nhiễm trùng bàng quang và thận. Giảm tích trữ nước. Kháng viêm. Giảm căng thẳng. Cân bằng axit uric và ức chế sự phát triển các khối u và ung thư. Giảm hôi miệng. Chúc các bạn thành công! Bỏ túi ngay 9 bí kíp giảm cân của Sao Hàn nhất định sẽ khiến bạn hài lòng. Sở hữu những thân hình đẹp là điều một cô gái bình thường vốn đã mơ ước có được. Đối với các sao nữ thì điều này càng quan trọng hơn, bất chấp để giảm cân và cuối cùng thành công đã mỉm cười với họ. Nameless Reveal, một chương trình của TVN Hàn Quốc, đã công bố bảng xếp hạng những sao nữ trở nên thật sáng giá sau khi họ thành công trong công cuộc giảm cân để chinh phục ước mơ. Tuy có sao nữ kín miệng trong việc chia sẻ bí quyết giảm cân, nhưng điểm chung của họ vẫn là xinh đẹp ra trông thấy. Danh sách gồm các sao nữ xinh đẹp sau: Kang Sora, cơ bản chỉ là ăn kiêng. Tuy chỉ nói qua loa là ăn kiêng để giảm cân, nhưng phải công nhận Kang Sora đã thành công khi giảm được 20kg. Nhìn ngoại hình hiện tại, không ai nghĩ cô nàng có thân hình nóng bỏng này đã có giai đoạn lên đến 72kg. Thời kỳ ác mộng nhất về cân nặng của Kang Sora phải kể đến thời học phổ thông, lúc mà cứ ra đường là bị nhận nhầm vận động viên. Không cam chịu số phận, Kang Sora đã thực hiện chế độ ăn kiêng với mong muốn thay đổi ngoại hình cũng như theo đuổi nghiệp diễn viên. Seon Hwin, ăn cà chua khi đói. Seon Hwin cũng là một cô gái có ngoại hình khủng khiếp trước khi giảm cân. Khi nhận thấy ngoại hình của mình đến mức không kiểm soát được, Seo Hwin quyết định có một chiến dịch giảm cân nghiêm ngặt. Qua đó cô thực hiện chế độ ăn kiêng, hoàn toàn loại bỏ những món ăn có nhiều calo, cũng như chọn lọc thật kỹ các đồ uống trong ngày. Điều quan trọng hơn nữa, những lúc đói và thấy đuối sức, cô luôn chọn cà phê để tự an ủi cho dạ dày của mình.
Ngoài ra, nữ ca sĩ còn thuê một huấn luyện viên chuyên nghiệp để tập luyện và kiểm soát cân nặng mỗi ngày. Soju ăn 4 quả trứng cút một ngày. Gần đây, Soju gây ấn tượng với truyền thông cũng như fan hâm mộ nhờ màn tiết lộ thú vị về bí quyết giảm 8kg trong vòng 1 tháng. Giọng ca nhóm Sistar chia sẻ trên đài SBS về chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, thậm chí chỉ ăn 4 quả trứng cút một ngày. Không những thế, tập Bikram Yoga và nâng tạ giúp cô rút cân trông thấy. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng khuyến cáo không nên tùy tiện học theo cách giảm cân này vì nó thực sự rất nguy hiểm. Park Bo Young tập luyện để đốt cháy mỡ thừa. Từng được lòng người hâm mộ nhờ hình ảnh đáng yêu của khuôn mặt tròn, hai má phính, tiếng tăm của Park Bo Young nổi lên qua bộ phim Speedy Scandal. Sau khi nổi tiếng, Park Bo Young có xu hướng chuyển phong cách sang hình ảnh chuyên nghiệp hơn nên cô quyết định giảm cân. Tuy nhiên, ngoài tập luyện nhiều để đốt cháy mỡ thừa và giúp sức khỏe tốt hơn thì cô không chia sẻ thêm gì về bí quyết giảm cân của mình. Eunji giảm đến triệt để đam mê ăn uống. Để có cân nặng 47kg như hiện nay, Eunji không chỉ tránh các thực phẩm có chế độ calo, chất béo cao mà còn chăm tập gym và boxing. Trước đây, nữ ca sĩ có thân hình tròn hơn các thành viên khác nhờ đam mê ăn uống bất tận của mình. Khi cân nặng lên đến mức báo động 62kg, cô đã phải khó khăn trong việc giảm thiểu đến triệt để niềm yêu thích đó để có thân hình X-line như lúc này. Luna FX, cha tranh là thượng sách. Thành viên nhóm nhạc FX từng nhận được hàng tá lời chê khi có thân hình cơ bắp bị giãn nở quá mức do mê thể thao từ nhỏ. Để được đẹp như các thành viên khác, Luna đã phải ăn kiêng trong một thời gian dài để đốt cơ. Một tiết lộ khá thú vị của cô nàng là, ngoài trà chanh, cô chẳng động đến thứ gì trước các buổi chụp hình cũng như các hoạt động khác. Bên cạnh đó, cô còn tập đạ ở mức độ nhẹ, cộng thêm chạy bộ để có cơ thể đẹp. Jo Yeon Jong, tập luyện là yếu tố quan trọng. Jo Yeon Jong, nữ diễn viên nổi tiếng luôn được nhắc đến với hình ảnh đầy gợi cảm của thân hình thon gọn và săn chắc. Sao nữ Jo Kun Kubin cho biết cô đã giảm cân thành công khi thực hiện chế độ ăn hợp lý, cũng như tập coi cơ thể được thon gọn. Bên cạnh đó, sao nữ 36 tuổi dành thời gian chạy bộ tối thiểu 30 phút mỗi ngày, nhưng yếu tố quyết định vẫn là chăm bẵm trong việc luyện tập các môn như yoga, pilates, ballet hay nhảy hiện đại. Joy không từ một chế độ ăn kiêng nào. Thành viên nhóm nhạc Red Velvet đã rất vất vả trong cuộc chiến làm đẹp này. Joy thừa nhận khi còn là thực tập sinh, cô đã khá khốn đốn để giảm cân bằng cách thực hiện tất cả các chế độ ăn kiêng. Tuy mất khá nhiều thời gian để giảm cân, nhưng Joy đã tìm được một chế độ tập luyện phù hợp và trung thành với nó để đi đến ngày ngày. Park Bo Ram ngày ăn 5 bữa để ốm. Nữ ca sĩ Park Bo Ram thực hiện chế độ ăn 5 bữa một ngày để giảm 30kg. Cô chia sẻ, thay vì 3 bữa lớn như người ta, thì chế độ ăn của cô được chia nhỏ ra 5 bữa. Thực phẩm hàng ngày của cô rất lành mạnh, ít béo như khoai lang, chuối và salad, ức gà. Ngoài ra, cô cũng chăm tập kickboxing, crossfit và pilates để đốt cháy mỡ thừa. Ngoài các bí quyết riêng biệt thì có vẻ chăm tập chỉ tập luyện, vận động là điểm chung mà bất kỳ sao nữ nào cũng sử dụng để giảm cân. Nếu bạn cũng đang gặp phải chứng thừa cân thì còn do dự gì mà không chọn ngay một cách trong danh sách các sao đã mách trên. Đây chính là món ăn sáng đơn giản nhất giúp chị em giảm nhanh từ 5 đến 7kg mỡ thừa trong một tuần. Chỉ bằng bữa sáng đơn giản này mà nhiều chị em lấy lại được vóc dáng thon thả như thời còn con gái đấy. Có thể bạn không biết, khi sử dụng bột yến mạch và hạt lanh vào bữa sáng sẽ tạo cảm giác nhanh no cũng như hạn chế các cơn thèm ăn hiệu quả mà vẫn cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động trong ngày. Chúng khiến cơ thể đốt cháy chất béo nhanh chóng và được xếp vào hàng những loại thực phẩm giúp giảm cân rất tốt. Nguyên liệu cần có 2 thìa canh bột yến mạch, 2 thìa canh hạt lanh, từ 3 đến 4 thìa canh sữa tươi ít béo hoặc tách béo, máy xay sinh tố, bát và thìa. Cách làm: cho lượng bột yến mạch cùng hạt lanh với sữa tươi ít béo đã được chuẩn bị vào máy xay sinh tố. Sau đó bật máy xay trong vòng 30 giây. Đến khi các loại nguyên liệu đã được nhuyễn hẳn, trộn đều vào nhau thì tắt máy. Đổ hỗn hợp này vào một chiếc nồi, rồi đun nóng lên thì cho ra bát và thưởng thức. Cách sử dụng:
ăn hết bát hỗn hợp này vào bữa sáng và ăn thêm vài múi bưởi hay táo để kích thích quá trình giảm cân của bạn đạt kết quả tốt nhất có thể. Ngoài ra, bữa sáng này rất giàu dinh dưỡng, cũng chất chống oxy hóa, có thể thúc đẩy trao đổi chất để bạn tràn đầy năng lượng trong suốt cả ngày vận động. Thêm vào đó, bạn nên có một chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn, tuyệt đối không thêm đường vào khẩu phần ăn trong ngày và ngủ đúng giờ, tránh việc thức khuya khiến cơ thể muốn nạp thêm năng lượng, gây tăng cân trở lại. Công dụng: bột yến mạch có lượng chất xơ cao gấp đôi so với những loại bột khác mà không chứa chất béo. Đường làm béo và lượng calo rất ít, nó có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao và các dưỡng chất cần thiết như kẽm, magie, có lợi cho sức khỏe, bổ máu và tim. Đặc biệt, nó giúp hạ thấp mức cholesterol và ngăn chặn một số mầm mống gây ung thư. Hạt lanh rất giàu các axit béo omega 3, vì vậy chúng là thực phẩm tuyệt vời giúp thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Chúng cũng chứa nhiều chất xơ, hạt lanh và thực phẩm rất tốt trong chế độ ăn giảm cân của bạn. Sữa tươi ít béo được áp dụng công nghệ ly tâm để tách một phần chất béo trong sữa nhằm cung cấp sữa tươi cho những ai muốn giảm cân. Bất ngờ với cách giảm cân từ ánh nắng ban mai. Khi ánh nắng ban mai ló dạng là lúc bạn thường tỉnh giấc để bắt đầu một ngày mới. Sự thực là ánh nắng ban mai không chỉ là dấu hiệu của ngày mới mà còn là cách giúp bạn giảm cân hiệu quả và đơn giản nhất. Theo công bố của tạp chí Blood One, nếu bạn thức dậy và đón nắng sớm thì bạn có thể giảm cân nhờ những tia nắng ấy. 54 người có độ tuổi trung bình là 30 tham gia nghiên cứu này đều được đeo vào cổ tay mình một màn hình theo dõi việc tiếp xúc của họ với ánh nắng buổi sáng trong 7 ngày liên tiếp. Chế độ ăn hàng ngày của họ cũng được ghi lại. Kết quả là những người tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng có chỉ số BMI thấp hơn những người ít tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng. Điều đó được giải thích là do hàng ngày, người dậy sớm để đón ánh nắng buổi sáng có đồng hồ sinh học tốt hơn, giấc ngủ tự nhiên và ổn định, dẫn đến sự trao đổi chất trong cơ thể hiệu quả hơn, giúp giảm cân hiệu quả. Bạn nên biết, ánh nắng buổi sáng mạnh hơn nhiều so với ánh nắng buổi trưa và chiều tối. Vì thế, việc tập thể dục buổi sáng là việc bạn nên làm thường xuyên. Ánh sáng xanh trong nắng buổi sáng rất tốt cho nhịp sinh học của mỗi người. Mỗi ngày, bạn chỉ cần dành từ 2 đến 30 phút tập thể dục dưới ánh nắng buổi sáng sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà không cần lo lắng việc ăn kiêng, giảm cân. Hoặc nếu bạn có không thể dậy để ra ngoài tập thể dục thì hãy dùng một tách trà hay cà phê dưới ánh nắng buổi sáng cũng mang lại hiệu quả giảm cân đáng kể cho bạn. Việc dậy sớm để tắm nắng buổi sáng còn buộc bạn phải đi ngủ sớm và có giờ giấc cố định. Điều này, ngoài ý muốn, lại có tác dụng giúp bạn trao đổi chất tốt hơn, từ đó dẫn đến một quá trình giảm cân hiệu quả và khoa học. Ánh sáng vào buổi sáng cũng mạnh hơn rất nhiều so với những thời điểm khác trong ngày. Lượng ánh sáng xanh này có tác dụng mạnh nhất, thúc đẩy nhịp sinh học của bạn tốt hơn. Để có thể bớt đi vài kg dư thừa trên cơ thể, điều duy nhất bạn cần làm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời khoảng 20 đến 30 phút trong khoảng từ 8 giờ sáng tới trưa. Tất nhiên, nếu có thể, bạn hãy kết hợp một vài bài tập thể dục nhỏ để hiệu quả giảm cân được tốt hơn rất nhiều. Ngược lại, với liệu pháp tăng nắng kể trên, nếu cơ thể bạn không nhận đủ ánh sáng vào thời điểm thích hợp trong ngày, nó có thể làm mất tính đồng bộ hóa đồng hồ sinh học, được cho làm thay đổi quá trình trao đổi chất và có thể dẫn đến tăng cân. Lưu ý khi tắm nắng: thời điểm tắm nắng an toàn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng đối với mùa đông, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng đối với mùa hè. Đây là lúc các tia tử ngoại thấp, không gây hại cho sức khỏe. Vào buổi chiều, bạn có thể tắm nắng sau 4 đến 5 giờ chiều. Thời gian tắm nắng: để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên tắm nắng trong khoảng 20 đến 30 phút là đủ. Đối với những người có sức khỏe tốt, bạn có thể áp dụng trong khoảng 1 tiếng. Nên tắm nắng trực tiếp, như vậy sẽ đạt hiệu quả cao hơn so với tắm nắng qua cửa kính. Các bạn vẫn nên áp dụng các biện pháp chống nắng như đeo kính râm, đội mũ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn subscribe để nghe những hướng dẫn mới nhất từ channel Giảm Cân Nhanh T2VTV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.